À, xin chào các bạn yêu thích cây mai vàng. À, hôm nay là cái buổi sáng các bạn, ngày 21 tháng 4 âm lịch. À, trước hết xin là gửi lời chúc buổi sáng trọn niềm vui đến tất cả các bạn. Hôm nay cái tiêu đề của tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn là chừng nào thích hợp để vô phân cho những cây mai đúng từ đất sang chậu. Đó là cái tiêu đề của tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Là trên thực tế thì kinh nghiệm thì tôi chưa dám nói là có. Là bởi vì cái thời gian tôi chơi cũng rất là ngắn. Nhưng những cái gì tôi chia sẻ trên YouTube về cây mai đến tất cả các bạn là những cái gì thực chứng trên những cây mai mà tôi đã làm được. Thì tôi chia sẻ ra đến tất cả các bạn. Thì đây là những cây mai cách đây bữa nay là đúng một tháng các bạn, sau khi tôi bứng cây mai vô chậu. Và tôi có làm thời điểm đó, tôi có làm một cái clip là cách bứng cây mai, cách vô chậu cho những cây mai bứng từ đất tháng 4 âm lịch. Thì các bạn xem lại, đúng một tháng thì cái dàn lá của tôi ra như thế này. Và trước khi vào tiêu đề thì mình xem tổng thể nha các bạn. 30 cây ha, thì đây các bạn thấy là đúng tháng. Và do cái cách bứng của tôi là các bạn xem lại cách bứng cây mai từ đất sang chậu. Xin lỗi, cách bứng cây mai vào mùa mưa không bị mất sức thì tôi áp dụng cái phương pháp đó. Tôi bứng lên những cây mai thì hiện nay là 30 cây của tôi nó ra đọt chỉ trong một tháng mà thôi. Và các bạn nên nhớ ha, cái cách của tôi là gì? Chừa cái râu dế đây các bạn. Đây những cái râu tôi không cắt xác ha, tôi chừa những cái râu, tức là cái mầm lá như thế này, tôi gọi là cái râu dế. Thì nó được trong một tháng thì nó sẽ được những cây mai như thế này. Và cái quan trọng là gì? Chừng nào vô phân. Cái đó tiêu đề tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn hôm nay. Đây là những cây mai 30 cây của tôi. Đây, xem các bạn rồi tôi sẽ phân tích về cái phân. Dạ, 30 cây này nó được hết các bạn ơi. Ha. Trong đó có những cây mai nó phát triển cũng không đồng đều, nhưng tất cả đều phục hồi. Như cây mai này thì các bạn nhìn tổng thể nó hơi yếu ha. Đây. Dạ, tôi sẽ đi vô cái đoạn này. 30 cây. Dạ, cũng đỡ các bạn cái bông nè, tuy là nó dài ha. Dạ, nó rụng ha. Thì 30 cây mai này thì bây giờ tôi sẽ phân tích về cái chân nào đưa phân đây. Thì tôi đã chia sẻ rồi. Sau khi đưa vào chậu mình định hình xong thì tôi đưa cái phần thân là cái gì các bạn? Rót. Rót bột đó các bạn. Tôi xài rót bột ha. Và một tuần lễ sau hoặc 10 ngày sau tôi đưa cái phần kích đọt, tức là cái phần thuốc Atonix hoặc là 30-10-10 gì đó, tùy các bạn xài ha. Thì tôi chờ đợi. Thì do cái cách làm của tôi thì một tháng sau 30 cây mai của tôi đúng vô chậu thì cái đọt non nó ra được như thế này. Thì mình xem ra chừng nào vô phân. Thì tôi đã nói với các bạn rồi, sau khi tôi chỉ vô một lần phân mà thôi, là như vừa rồi tôi nói, và chờ đợi, tất cả đều chờ đợi hết các bạn, không còn đưa bất kỳ gì vô hết. Thì tôi có phần sai sót là gì, các bạn nói là đưa cái thuốc mà từ sâu ha, thì mình phải đưa các bạn, thuốc từ sâu là đương nhiên phải đưa sâu và bọ trĩ. Thì mình giữ cái dàn lá làm sao cho đây tới Tết nó đừng có bị những cái trường hợp đó các bạn, nó sẽ ảnh hưởng tới cái bông của mình. Thì trở lại cái phần phân thì tôi nói các bạn nè, tôi chờ đợi chờ hoài, và đúng một tháng sau nếu cái bộ lá nó ra như thế này các bạn, đây, thì mình có quyền mình đưa phân vô nghe các bạn. Và cái thời gian tôi nói các bạn, nếu những cây mai chưa được cái bộ lá như vậy thì tiếp tục chờ chừng nào cái bộ lá nó được vậy thì bắt đầu mình mới đưa phân. Tại vì của tôi thì thực tế của tôi là mới có một tháng thì tôi đưa phân ha.
thì những cái này là đưa phân gì, thì tôi nói các bạn nó trở lại trong cái giai đoạn tôi gọi là phun. Hồi cây mai là sau Tết, sau khi tạo tán sau Tết các bạn xem lại cái clip đó, thì những cái bộ lá như vậy là nó được rồi các bạn. Nó cũng chưa có già lắm, tôi gọi là lụa, lá lụa. Thì bây giờ vô phân gì thì tôi nói các bạn là vô cái phần hữu cơ, tức là tôi gọi là thức ăn nhẹ. Được rồi các bạn, nếu cái bộ lá, tất cả những cây mai các bạn đứng, tức là tôi nói nhìn lá để mình bón phân, thì nếu mà được những cây mai cái bộ lá như vậy, tôi qua đây ha, thì mình đưa cái phân tôi gọi là thức ăn nhẹ là gì các bạn, hữu cơ. Là gì, tôi thường là đưa cái phân gà né, tôi gọi đơn giản nha, người ta gọi là diamid hay là cái gì đó, nhưng mà mình ra tiệm mình cứ nói phân gà nén thì được. Và đưa cái hàm lượng nhiêu, cái hoành từ 25 đến 30 thì tôi đưa vô cái một muỗng ăn canh, mình gạt ngang đi các bạn, do cái phân đó là phân viên, do đó nên mình đưa cái lượng phân đó mình gạt ngang, nó có mấy hộp các bạn ơi, tức là gì, mình niêm mà thôi. Cái chủ trương tôi là niêm để tiên tri, mình hỗ trợ cho cây mai. Đó là cái nhìn lá thì tôi lại đưa cái lượng phân đó vô. Rồi, và tiếp tục 15 ngày sau, sau khi đưa ngọc 15 ngày sau, mình có quyền đưa cái hàm lượng một cử đáp nữa đi các bạn ha, vào cái giai đoạn này ha, một cử đáp nữa đi. Và cũng một muỗng ăn canh gạt ngang cho cây mai từ 25 tới 30 hoành, thêm một nửa tháng sau nữa thì cái bộ lá này nó sẽ có số già đây. Và sau khi các lượng, cái lượng đáp đó các bạn đưa vô một cử đó nữa rồi, thì nó trở, cây mai này nó trở thành qua cái chu kỳ đối với những cây mai bình thường của mình nuôi phục hồi sau Tết ha, thì mình sẽ bón một cái chế độ, thay đổi cái chế độ phân, cũng như những cái clip mà tôi chia sẻ đến tất cả các bạn, thay đổi chế độ phân, nó muốn già nữa các bạn ha. Thì cây mai này Tết nay tôi bảo đảm các bạn sẽ có ra bông bình thường. Tại sao tôi dám bảo đảm là bị gì, hàng năm năm rồi tôi cũng làm đúng cái đợt mai y dây các bạn, và Tết tôi vẫn có bông để mà bán ha, trong cái ngày Tết. Thì hôm nay tôi chia sẻ đến tất cả các bạn cái tiêu đề, tóm lại cái tiêu đề ngày hôm nay là gì, nhìn lá để mình đưa cái lượng phân thích hợp cho cây mai vào cái giai đoạn bứng từ chậu sang đất. Thì bây giờ tóm lại là những khi nào cái đọt lá mai trong thời gian nào nó không có quy định, nếu các bạn được cái lá mai vậy sau khi các bạn bứng vô chậu thì bắt đầu mình mới vô phân, còn nó chưa được vậy thì chờ, hoàn toàn không đưa phân hướng gì cả. Thì cái lực của cây mai này tôi nói các bạn này, do lực của cây mai mà nó được cái bộ lá này. Hãy cây mai cái lực mạnh thì nó sẽ ra nhanh, mà cái lực yếu thì nó ra chậm. Do đó mình nhìn cái bộ lá, hãy được vậy mình vô phân, chưa được thì chờ. Và cái cách đứng cây mai, tôi bổ sung thêm ha, những cây mai dưới đất mà nếu hiện nay cái đọt ngon nó ra như thế này, nó ra đều cái gì các bạn, nếu các bạn bứng đối với cái cách bình thường ha, cây mai trồng bình thường ha, thì rất là khó chăm sóc. Và những cây mai bứng là những cây mai lá dày, cũng như cái trường hợp cây mai này hiện nay vẫn bứng được các bạn, với trường hợp lá dày và cái đọt nó ra ít thì các bạn bứng là bình thường. Rồi, cho tôi bổ sung thêm, có một cái bạn trong cái phần chia sẻ thì cái phần nhận xét có nhận xét như thế này: cây mai của chú Ba không che lưới mà không sợ nắng. Không phải vậy các bạn, sợ chứ. Những cây mai nếu các bạn không làm theo cái cách của tôi nhắc lại ha, bứng từ đất sang chậu, cách bứng cây mai vào mùa mưa từ đất sang chậu, thì không bao giờ tôi dám để ngoài nắng như thế này. Còn những cây mai mà các bạn bứng không làm theo cách của tôi, mà làm theo cái cách cũng như là bây giờ cây mai nó sống ngoài tự nhiên, mình trồng ở ngoài đất tự nhiên và mình bứng lên, thì một là nếu các bạn không có cái chỗ mát thì các bạn phải đậy cái lưới lan,
Và nếu có cái chỗ mà nắng nhẹ thì các bạn nên đưa vào thì bảo đảm an toàn. Để ngoài nắng, nếu các bạn để ngoài nắng cây mai mới đứng với cái cách bình thường thì nó rất yếu các bạn. Gặp cái nhiệt độ như một tháng trước đây thì cái nhiệt độ 40 độ ở tại Tây Ninh tôi thì cây mai đó coi chừng chịu không nổi. Do đó nên tại sao tôi lại không che lưới lan mà tôi lại không đưa vô mát, là cái nguyên nhân tôi làm theo cái cách bứng cây mai vào mùa mưa không bị mất sức. Và những cây mai này có, đây là có những cây mai mà tôi bứng trong đất tự nhiên thì tôi lại đưa vào trong mát. Nè các bạn thấy nó dẫn ra, nè các bạn thấy không, đây rất là mạnh các bạn. À, đưa vào trong mát chứ làm sao mà sợ. Cây mai tôi đâu phải là hay cái gì mà cây mai bứng mà nếu các bạn để ngoài nắng vậy là nó phục hồi coi chừng nó chết luôn á chứ. Phải che lưới lan hoặc đem vào trong nắng nhẹ thì những cây mai này tôi cho rằng yếu. Và có những cây mai mà tôi lại bứng trong cái đất bình thường các bạn, không phải tôi làm hết ha, làm hết theo cái cách của tôi. Và những cây mai tôi bứng bình thường thì tôi lại đưa vào trong mát nhẹ này các bạn, thì nó nay nó cũng dẫn ra như vậy. Đây là, đây là cái mai này là cái mai thẳng thừng, là tôi bứng bình thường, tức là không làm theo cách tôi. Thì mình đem vào trong mát các bạn. Cái vị trí tôi đây nắng chừng một tiếng đồng hồ thôi thì hôm nay thì cây mai này nó cũng phục hồi cũng thành công nha các bạn. Mình xem ha, thì cái đọt non này thì cây mai này rất là mạnh các bạn. Và có cái trường hợp nè, cây mai này nè các bạn, cũng bứng một ngày, cũng bứng cùng một ngày với những cái lô mai này, nhưng mà tôi biết là cây mai này nó bị yếu. Đây các bạn thấy nấm hồng, đây là cái hiện tượng nấm hồng. Tôi trị rồi đó chứ, cái này thì tôi thấy nó hết rồi, nó khô rồi à, nhưng mà cái vết nó vẫn còn. Mình dùng cốc 55 các bạn, mình quét lên cũng được, hay là tôi rửa xong rồi chà sạch sẽ xong dùng cốc 55 quét, hoặc là đồng đỏ cũng được. Đây thì cây mai này cái dạng yếu, thì cây mai thường những cây mai yếu thì nó có hiện tượng là gọi là nấm hồng. Và cây mai này nếu các bạn không kiên nhẫn thì cây mai này nó sẽ không bao giờ nó ra được như vậy. Là tại làm sao, cái clip trước tôi đã chia sẻ rồi, đúng một tháng các bạn, mà cái này một tháng thì nó ra như vậy. Đối với những cây mai mạnh, và cây mai này đúng một tháng, nó có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất là do tôi cắt mỏng cái đầu cắt này, tôi không chừa cái râu dế ha. Thế này các bạn thấy nè, những cái cây này tôi chừa nè, cái cành nhỏ nè, các bạn thấy không, đây đây cái cành nhỏ nè, nó ra rất nhanh các bạn, mình lợi dụng nó đi. Đó là cái cách tôi ha. Và cái cây này do cái tàn nó phóng xa quá và nó yếu, tôi thốn đây, thì đúng một tháng nó ra vậy. Nhưng mà nếu 3 tuần lễ nó chưa ra thì các bạn, nếu các bạn nuôi mai nhà kiên, các bạn không kiên nhẫn thì cái mai này coi chừng nó sẽ không ra luôn. Là tại sao, các bạn cứ, tôi đã nói rồi, dưới đưa phân kích rễ, trên xịt kích đọt, hai cái này nó cộng lợi riết thì cái mai các bạn nó từ từ nó sẽ càng chậm phát triển luôn, nó sẽ không phát triển nữa. Và nó trùng cái mai này lại. Và nếu nó có ra chăng nữa, do cái hàm lượng đạm quá cao thì sao các bạn, cái đầu này nó đen. Có những cái trường hợp ha, cái mai các bạn phục hồi rồi, khi mà nó ra đọt vậy vài bữa cái nó đen thôi. Và những cái mai này không nên vô phân, phải chờ nha các bạn. Đây là cái mấu chốt ha, để thành công cho cây mai bứng từ đất sang chậu ha. Nếu trường hợp cây mai này, nếu trường hợp nó 1,5 tháng thì chờ 1,5 tháng làm sao cho cái bộ lá nó được như vậy các bạn, được vậy ha. Đấy là cái mai cũng tôi bứng đấy ha. Và được như thế này nè, đây thì sao các bạn, mình mới vô phân tiếp là y như nãy tôi chia sẻ. Còn nếu trường hợp nó ngậm vậy, mình cứ kiên nhẫn các bạn chờ đợi cây mai này đúng một tháng. Các bạn thấy không, cây mai này tôi biết rằng nó yếu, nhưng tại sao cuối cùng là cái gì,
cây mai nó vẫn phục hồi bình thường nếu các bạn kiên nhẫn chờ đợi. Đưa một, tôi nhắc lại ha, cái này là cái mấu chốt nè, tôi chỉ đưa một cái lần rót là tôi nói rồi, và một tuần sau tôi xịt cái kích đọt bằng Atonit rồi bắt đầu tôi bỏ luôn, đưa nó vô trong mát nằm, chả cần quan tâm tới nó nữa, thì cây mai nó lại có cái cơ mai nó sống sót rất là cao. Còn các bạn đóng ruột dài ba bữa đưa kích rễ, dài ba bữa bón lá kéo đọt, thì cây mai này coi chừng cái nguy cơ nó sẽ không ra, và khi nó ra nó sẽ đen những cái đầu này các bạn, những cái hình ảnh đưa cho tôi ha. Thì cây mai này nếu mà trường hợp hiện nay nó không ra, tôi vẫn chờ các bạn như vậy, mà cái cơ mai mình thành công rất cao. Càng đôn nóng thì cây mai nó lại càng ra chậm hơn. Đó là những cái tiêu đề mà tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Đối với những cây mai bứng từ đất sang chậu, hãy kiên nhẫn chờ đợi, cái thành công nó, cái xác suất nó rất cao nha các bạn. Và trước khi dứt tiêu đề này, tôi xin nói với các bạn là cái kinh nghiệm thì tôi chưa dám là chia sẻ kinh nghiệm, mà tôi chia sẻ những gì thực tế tôi đã làm được trên những cây mai của tôi trong cái quá trình tôi học hỏi và chia sẻ những cái thực tế trên cây mai của tôi. Đó là cái tiêu đề ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Xin một lần nữa xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.